gì cho tôi chưa? Nhìn lại gia đình của anh đi. Quá hạnh phúc. Tôi là cái gì của anh? Em đừng có nghĩ như vậy. Anh cần thêm thời gian để mau tìm được một vợ của anh. Rồi sau đó ta sống hạnh phúc với nhau. Hai năm rồi tôi không muốn nghe nữa. Mình tỉnh đi, em say quá rồi đó. Mình nên đi về. Nếu anh không giải quyết việc này ngay bây giờ thì tôi sẽ nói cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta. Cô dám hả? Anh đừng có thách tôi. Anh giết tôi luôn đi. Không có gì đâu em. Để anh phụ em mua đồ anh lầu. Em ơi, em dậy đi. Có sao không em? Em ổn không? Em ổn mà. Thôi đi làm trước nha. Em có muốn đi ăn trưa hay gì không? Không, em nay em ở nhà. Nếu vậy thì mình đi ăn tối đi. Em nhắn tin cho anh sau. Có gì em nhắn tin cho anh nha, để làm trước. Thank you.
Em ơi, em ơi, em chưa ngủ hả? Em xin ra. Ừ.